Thưa quý vị và các bạn, cuộc sống hiện đại, nhịp sống rộn ràng và hối hả hơn, lối sống Huế cũng đã thay đổi ít nhiều. Tuy nhiên, những nét đặc trưng trong đời sống, trong văn hóa ứng xử, trong tư duy suy nghĩ cũng đã được gìn giữ trân quý, bởi đó chính là vốn quý, là niềm tự hào của người dân Huế. Và những đặc trưng trong lối sống cũng đã trở thành nét cuốn hút những người nước ngoài khi sinh sống và làm việc tại Huế. Lối sống Huế, phong cách Huế trong nhịp sống hiện đại cũng chính là câu chuyện mà chúng tôi sẽ cùng trao đổi với giáo sư tiến sĩ Thái Kim Lan. Nhà kỳ rất vui và cảm ơn giáo sư tiến sĩ Thái Kim Lan đã nhận lời mời tham gia chương trình Huế văn hóa đời sống của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế. Tôi rất vui để được tham gia cái buổi trò chuyện hôm nay. Thưa giáo sư tiến sĩ Thái Kim Lan, được sinh ra và lớn lên trong một gia đình dòng dõi, thì theo cô đâu là đặc trưng của lối sống Huế? Câu chuyện lối sống Huế là một câu chuyện rất dài. Thì tôi cho rằng lối sống Huế vẫn ở trong một cái chừng mực. Ở trong nhà thì nếp sống trật tự, tĩnh lặng, hướng về nội tâm nhiều hơn. Và ra ngoài thì nhẹ nhàng tiếp xúc vừa phải. Bởi vậy thành thử nếp sống Huế có nhiều người cho rằng có lẽ người Huế là rất là thụ cựu. Nhưng mà đứng về mặt khác thì người Huế lại nói rằng mình không thụ cựu, mình giữ đúng truyền thống gia đình cũng như là mình giữ đúng cái nếp sống mà không xô bồ, không bề ngoài. Nếp sống có nội dung, có suy nghĩ, hướng lên một chút nữa thì là một nếp sống có đạo đức. Và người Huế rất là tỉ mỉ ở trong tất cả cuộc sống của mình. Tỉ mỉ từ cái uống trà, cho đến thức ăn, cho đến cách ăn mặc, cho đến tư tưởng của mình đều giữ trong một cái nếp. Có thể nói là người Huế có một cái đạo Huế ở trong cái chừng mực. Cái lối sống Huế có thể nói là một lối sống yêu chuộng sự giản dị và gần với thiên nhiên, hòa điều với thiên nhiên. Và lối sống Huế mà tôi trải qua thì tôi thấy đó là một cái hòa nhịp giữa bên trong là căn nhà và bên ngoài là khu vườn. Người Huế không thích sự thay đổi quá nhanh. Đối với họ thì vẫn luôn tồn tại những mái nhà xưa cùng với những nếp sinh hoạt xưa cũ. Cô có thể lý giải lý do tại sao? Đúng là người Huế, như tôi vừa nói là bị mang tiếng là thụ cựu. Có nghĩa là luôn luôn giữ cái cũ và không muốn thay đổi. Bên ngoài thì như vậy. Nhưng mà tôi nghĩ bên trong người Huế vẫn có khả năng và cái tiềm năng để có thể chấp nhận sự thay đổi. Nhưng mà vấn đề là thay đổi như thế nào? Vấn đề không phải là thay đổi bất cứ cái gì. Người Huế ít thay đổi. Nhưng mà về mặt khác thì người Huế cũng là có khuynh hướng là yêu chuộng cái đẹp. Cái gì đẹp thì mình thay đổi. Và bởi vậy thành phố Huế nổi tiếng là một thành phố văn hóa. Một thành phố văn hóa phải thay đổi ở trong cái chừng mực là làm thế nào để đẹp hơn, một lối sống nhã nhặn, một lối sống yên lành, thì những cái đó là những cái mà Huế giữ. Cuộc sống hiện đại, rõ ràng lối sống của người Huế cũng đã thay đổi ít nhiều. Họ cũng đã biết cách đón nhận những điều mới mẻ và biết cả hưởng thụ cuộc sống hơn. Vậy cô nhìn nhận như thế nào về sự thay đổi này? Vấn đề là nằm ở trong cái chữ hưởng thụ cuộc sống. Trong khoảng thời gian vừa qua thì tôi cũng nhận định là có rất là nhiều sự thay đổi về cách ăn mặc ở trong thành phố. Có những sự thay đổi như là về ẩm thực, chẳng hạn người Huế bây giờ thích đi ăn ngoài hơn và thích tới tiệm hơn. Còn lúc xưa thì ở trong gia đình, cha mẹ, con cái ăn cơm với nhau nhiều hơn. Như vậy thì cái vai trò nội trợ có thể giảm bớt, vai trò của người phụ nữ có thể thay đổi về cách tiếp cận với những lối sống khác. Thì người Huế có lẽ luôn luôn đứng sau một bước. Huế có một cái chừng mực ở bên trong. Cái chừng mực đó có lẽ là thú vui về sự mộc mạc thanh khiết. Cái mộc mạc thanh khiết này có thể ở trong một cái xã hội mới thì nó có thể bị chìm đi, nhưng mà nó chìm một chút rồi nó lại nổi bật lên. Bởi vì nếu không thì thành phố Huế không khác biệt với những thành phố khác ở trên thế giới. Gần đây thì Huế được chọn làm phim trường cho các bộ phim, các video ca nhạc hay là các show diễn thời trang. Đó cũng là cách giới thiệu một nét mới trong lối sống Huế. Vậy thì cô nghĩ như thế nào về cái được hoặc là cái chưa được của những sự kiện như thế này? Nên bình thường hóa, không nên nhìn
những sự kiện mà họ ồ ạt tới đấy là có thể thay đổi thành phố Huế. Thay đổi như vậy thì thành phố Huế sẽ rất đáng tiếc. Bởi vậy chúng ta phải thấy những sự kiện đó, chúng ta chào đón, chúng ta bình tĩnh để thấy cái thành phố này được người ta chú ý tới vì nó có những đặc trưng như thế nào. Thì khi mà người ta chú ý tới những cái đặc trưng như vậy thì chúng ta mới suy nghiệm được cái điểm mạnh của Huế là nằm ở đâu. Ví dụ như họ tới quay phim, về một cái phim có tính cách văn hóa, có tính cách lịch sử, thì Huế đã có những cái phần tử văn hóa nào mà người ta chú ý tới. Thời trang là một cái chi chớp nhoáng thôi, nó thay đổi như chóng chóng. Nhưng mà chúng ta có cần phải thay đổi như chóng chóng không? Chúng ta phải có cái đời sống riêng của chúng ta. Bởi vậy thành thử sự kiện văn hóa tới đây phải biết Huế có một cái nền văn hóa lớn, chứ họ không thể xóa nhòa cái bản sắc văn hóa Huế được. Mà vừa qua một vài cái sự kiện dĩ nhiên cũng đã gây xôn xao, bởi vì có thể họ chọn không đúng nơi, họ đưa ý tưởng không hợp với cái đạo lý của người Huế. Người tân tiến thì họ nói những cái điểm đó là những điểm phụ, nhưng mà có lẽ đối với người Huế chúng ta thì cái hiện tượng đó có thể làm tổn thương cho người Huế. Thì những cái điểm đó là những điểm văn hóa mà cái người làm văn hóa phải thấy rõ để xây dựng một cái thành phố Huế nó trang trọng, nó có giá trị, mà cái giá trị đó là ở trên thế giới và chính cho con người Huế của mình. Rất nhiều người nước ngoài đã quyết định chọn làm việc và sinh sống tại Huế bởi vì yêu thích những nét đặc trưng vốn có của vùng đất cổ đô này. Về cô nghĩ như thế nào về xu hướng này? Tôi nghĩ cái việc mà người ngoại quốc tới đây và yêu thích và muốn ở lại đây là một điều rất là dễ hiểu. Và đó cũng là một cái điểm đặc trưng của Huế. Bởi vì khắp nơi trên thế giới bây giờ ồn ào, xô bồ, phát triển mạnh, đời sống lao ra phía trước, không có một chút ngừng nghỉ. Nếu một người muốn sống một đời sống nó dồi dào hơn thì Huế có thể là một nơi mình trở về, một nơi mình đến để mình ngồi lại, mình có thể uống trà lâu hơn, mình có thể ăn một món bánh nó đậm vị hơn. Trong lúc thế giới xô bồ thay đổi thì Huế trở nên một cái điểm hạnh phúc của con người, nghĩ theo một cái khái niệm khác là hạnh phúc không cần phải chạy đua mà hạnh phúc là phải dừng lại để thưởng thức, để nhìn ngắm, để trở về với mình và để khám phá mình ở trong một cái thiên nhiên khác. Thì Huế là một nơi rất là lý tưởng. Bởi vậy chúng ta khi mà thay đổi thì chúng ta phải nghĩ đến cái chuyện là thay đổi như thế nào để Huế đẹp hơn, nhưng mà Huế trở thành một cái khác của những cái thành phố khác ở trên thế giới. Thưa cô, vậy thì người Huế nên làm gì để có thể vẫn giữ được những nét đặc trưng vốn có xưa cũ nhưng đồng thời vẫn có thể tiếp thu đón nhận những lối sống mới hiện đại của các nơi trên thế giới? Yêu Huế. Nhưng mà có lẽ cái tình yêu này hình như là có sẵn rồi. Thành thử cái chứng minh là tất cả mọi người xa Huế, như cô, như những bác đi du học, tất cả mọi người đều có một cái tấm lòng khắp nơi ở trên thế giới là đều lập những hội người yêu Huế. Người Huế phải giữ gìn cái nếp sống của mình, làm thế nào để cái tính chất văn hóa nó nổi bật hơn và nó đẹp hơn, Huế cao quý hơn. Mà tôi nghĩ là trong khoảng thời gian vừa qua thì lãnh đạo của tỉnh cũng đã cố gắng để làm những cái điều này cho thành phố Huế. Tất cả mọi người đều đồng tình để thấy rằng Huế thay đổi một cách lạ lùng, thấy không? Nhưng mà thay đổi không phải là phá cái này, phá cái kia, nhưng mà thay đổi để làm cho thành phố sạch hơn, làm cho thành phố nó sáng láng hơn. Nó cung điện thì ra cung điện, vườn hoa thì ra vườn hoa, đường đi thì phải ra đường đi, dòng sông thì phải tôn trọng bờ sông như thế nào. Người Huế phải trau dồi mình hơn, là làm thế nào để chúng ta mở mang kiến thức, để chúng ta thấy được thế giới nó biến đổi như thế nào,
và có cơ hội để so sánh với cái vốn của mình có. Và từ đó chúng ta tìm ra được cái nào là thích hợp với Huế để thay đổi, cái nào là không thay đổi. Để chúng ta có thể vừa thời đại, vừa tăng tiến, nhưng mà đồng thời cái cổ của mình, cái xưa của mình vẫn trang trọng, mình vẫn giữ được. Thưa quý vị, những người con của quê hương lớn lên trưởng thành, dù đi đâu vẫn không thể quên được lối sống Huế thong thả, nhẹ nhàng, chậm rãi. Bởi đó chính là nét đẹp của truyền thống, không thể phai nhạt bởi thời gian. Một lần nữa xin cảm ơn giáo sư tiến sĩ Thái Kim Lan với những chia sẻ thú vị của ngày hôm nay.